kiêng kỵ buộc phải tránh khi về nhà để gia đình luôn bình an, may mắn và tài lộc ùn ùn kéo đến. Sở hữu một ngôi nhà là ước mơ của không ít người. Vì vậy, trước khi quyết định xây dựng, bạn cần phải xem xét phong thủy để chọn mảnh đất tốt, hướng nhà tốt với hy vọng cuộc sống được bình an, đồng thời tránh nhiều rủi ro, điểm giữ cho bản thân và gia đình. Sau đây là ba điều kiên kỵ cần tránh khi xây dựng nhà ở. Thứ nhất là phong thủy cho ngôi nhà đẹp. Phong thủy coi trọng địa khí lên hàng đầu, vì địa khí sẽ quyết định được mảnh đất đó có tốt cho việc phát triển vùng dành tài lộc hay sức khỏe hay không. Nếu mảnh đất đó mà có xạ khí, tức là tử khí, thì cần phải hóa giải khí đất trước khi xây dựng. Nếu gia chủ không kiểm tra địa khí và thiết kế phong thủy trước khi xây dựng, thì khi làm nhà trên đó sẽ rất nguy hiểm và khó hóa giải. Thiết kế phong thủy trước khi xây dựng là việc phân phòng, phân cột, cửa, hướng nhà, hướng bếp, hướng bàn thờ, phòng ngủ, đường nước vào và ra đúng với nguyên lý và kỹ thuật phong thủy nhằm đảm bảo cho ngôi nhà xây xong thì mọi người sống trên đó được khỏe mạnh, tinh thần luôn ở trạng thái tốt. Thiết kế phong thủy trước cũng là việc lựa chọn được các số đo đẹp cho cửa, cổng, cửa chính, cửa phụ, cửa sổ, bàn thờ, sao cho lấy được các số đẹp mang lại may mắn. Ngoài ra, bạn sẽ không phải phá ra nhà này để làm phòng bếp hay thay đổi thiết kế lại ngôi nhà trong quá trình sử dụng. Việc chuẩn bị trước còn tạo cho bạn tư tưởng yên tâm và thoải mái để làm công việc cũng như cuộc sống được tươi mới hơn. Ngôi nhà đẹp trước tiên phải được tọa lạc trên miếng đất bằng phẳng và nằm ở địa thế cao. Tránh xây nhà trên miếng đất nghiêng, như thế sẽ khiến cho những người sống trong căn hộ đó có cảm giác lo lắng. Nhà ở nơi đất thấp, ngoài việc bị lụt lội vào mùa mưa, còn bị ẩm mốc vào mùa hè. Xét từ góc độ khoa học, ngôi nhà được xây trên thế đất bằng phẳng sẽ có khả năng chịu lực tốt và công trình sẽ có tuổi thọ lâu hơn. Nhưng nếu phải xây nhà trên mảnh đất cấp, thì lựa chọn cần phải chú ý quan sát môi trường xung quanh. Ngôi nhà đẹp hợp phong thủy không chỉ hài hòa từ hướng nhà, hướng cửa mà còn từ tổng thể bối cảnh xung quanh ngôi nhà. Khi xây nhà nên có một chút đất trống ở hướng nam, điều này sẽ rất tốt đối với gia chủ. Dù cho mảnh đất đó để không hoặc sử dụng để làm vườn hoa thì đều đem lại những điều tốt cho mọi nhà. Nếu mặt phía nam của ngôi nhà đối diện với một vườn hoa thì càng tốt, nó sẽ tạo ra một không gian thư thái, thoáng mát để nghỉ ngơi cho nhà bạn và đặc biệt các lợi về mặt phong thủy. Mái che mưa thường ở trước sân nhà thì nên làm thành hình vòng cung, tránh làm thành mũi nhọn, nếu không sẽ là bất lợi cho chủ nhà, đặc biệt là về sức khỏe. Khi làm nhà, bạn nên cân đối tỷ lệ giữa diện tích nhà và cửa chính, cổng chính. Không nên thiết kế cổng chính và cửa chính quá lớn so với diện tích căn nhà. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ngôi nhà mà còn khiến cho nhà bạn bị hào tài và tốn của. Thứ hai là lựa chọn vị trí xây nhà, tránh làm nhà chỗ tử khí. Theo phong thủy, khi làm nhà nên tránh vị trí của tử khí và bán khí. Xây nhà ở nơi không có gió sẽ gây nên khí chết, cũng như cơ thể con người mỗi ngày cần có sự bài tiết. Nếu xây nhà ở nơi khí chết, khí không lưu thông sẽ dễ khiến cho các thành viên trong nhà bị bệnh tật và ốm đau. Hoặc xây nhà ở nơi tán khí, tức là xây ở vị trí thông gió quá lớn, môi trường không khí dễ thay đổi, làm cho con người khó có thể thích nghi với môi trường, cũng là nguyên nhân khiến cho con người luôn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Tránh làm nhà ở cuối ngõ. Theo quan niệm của phong thủy, khi những luồng khí tốt đi vào trong ngõ sẽ mạnh ở phần đầu ngõ và yếu dần ở phần cuối ngõ. Vì thế, xây nhà ở cuối ngõ sẽ nhận được rất ít năng lượng tốt, vận khí tốt vào nhà. Bên cạnh đó, không khí ô nhiễm dễ đọng lại ở cuối ngõ sẽ làm cho cơ thể con người dễ bị bệnh tật, ốm yếu quanh năm. Đối với những người đang sống trong những ngôi nhà cuối ngõ, có thể hóa giải bằng cách tăng cường hệ thống thông gió trong nhà để luồng khí ô nhiễm không đọng lại lâu trong nhà. Thay vào đó, ngôi nhà sẽ dễ dàng nhận được luồng khí tốt. Không xây nhà gần đền chùa. Nên kiêng xây nhà ở những khu vực đền chùa vì linh khí sẽ bị chùa hút hết, không có lợi cho con người.
trong thực tế, cần đền chùa có nhiều người đến cúng bái, thắp hương, bầu không khí bị ô nhiễm, không có lợi cho sức khỏe. Chính vì thế, khi chọn vị trí dành nhà ở, nên tránh xa khu vực đền chùa nếu mà. Không xây nhà trên mặt đất thành cảm giác. Theo quan niệm phong thủy, đó là đại hung, do thế đất bị cắt, gia đình thường dễ bị bất hòa. Hơn nữa, sẽ rất tốn diện tích, tốn về kinh tế, khó thiết kế cho đẹp khi xây một căn nhà trên một mảnh đất bị cảm giác. Nên xây nhà trên một khu đất bằng phẳng, có địa hình, địa thế cao, đủ rộng rãi để có thể thiết kế các phòng chức năng xinh đẹp và thuận lợi hơn. Không nên chọn vị trí dưới núi đá, nơi chân núi nối liền với mặt đất hay giữa hai đầu hẻm núi để làm địa điểm xây nhà, vì nguy cơ núi lở hoặc nước lũ rất là lớn. Những nơi này phong cảnh khá đẹp, nhưng do hai ngọn núi hình thành hẻm núi hình tệ vạn, qua nhiều năm mưa gió, đáy sông lắng đọng nhiều cát, khu vực nền móng yếu và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao. Tránh làm nhà ở khu vực có nhiều dây điện. Khi làm nhà ở, nên tránh làm dưới những đường dây điện cao áp hay những nơi có nhiều dây điện chằng chịt, bởi những vị trí này sẽ rất nguy hiểm khi thời tiết thay đổi. Sấm sét dễ khiến tổn hại đến sinh mệnh của người sống trong nhà. Nếu trong tình thế bắt buộc, bạn nên xây nhà có khoảng cách an toàn với hệ thống đường dây điện và nên thiết kế cột thu lôi để đề phòng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Không nên xây nhà quá cao. Nhà quá cao, bốn bề sẽ không được che chắn, thiếu kín đáo, tạo tâm lý bất ổn cho người trong nhà, đồng thời tạo nên sự cách biệt với xung quanh. Kiểu nhà này cũng không có điều kiện được che nắng, dương thịnh âm yếu, âm dương không điều hòa, cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của những người trong gia đình. Tường bao quanh nhà không nên xây quá cao. Tường bao quanh nhà xây quá cao không những làm hỏng bố cục nhà mà còn khiến cho người trong nhà có cảm giác như bị nhốt, sẽ dẫn đến nghèo túng. Việc xây tường cao để chống trộm cắp, nhưng nếu xây cao quá sẽ che tầm nhìn từ bên trong nhà và tạo cơ hội cho kẻ trộm làm ăn. Về thẩm mỹ, tường xây quá cao sẽ che mất cửa sổ, mái nhà và nóc nhà, tạo ra cảm giác bức bách, khó khăn trong việc lấy ánh sáng và hồng gió. Vì vậy, khi xây nhà, không nên để tường bao quanh nhà cao quá 1,5m và cách nhà khoảng 50cm trở lên. Tránh làm cửa chính hoặc cổng quá lớn. Khi làm nhà, bạn nên cân đối tỷ lệ giữa diện tích nhà và cửa chính, cổng chính. Không nên thiết kế cổng chính và cửa chính quá lớn so với diện tích căn nhà. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ của ngôi nhà mà còn khiến cho nhà bị hào tài ván của. Kiêng trồng cây to trước cửa nhà. Cổ nhân nói, trước cửa có cây to hay cột điện là điểm giữ, vì cây cổ thụ gây khó khăn cho việc đi lại, chắn dương khí vào nhà để âm khí tích tụ khó thoát ra. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng sự che chắn của cành lá, dễ quan sát và chèn vào nhà, gây phiền toái cho gia đình. Thứ ba là một số trường phái trong thiết kế phong thủy trước khi xây nhà. Phong thủy địa khí. Đo khí đất, đo năng lượng của đất, từ đó sẽ biết mảnh đất đó là mảnh đất phát triển kinh doanh, về quan trường hay là mảnh đất bình thường, đất gây bệnh, vân vân. Từ đó, bạn sẽ có phương pháp hóa giải nếu không may gặp đất xấu. Phong thủy bát trạch là dựa trên cung mệnh của mệnh chủ và hướng đất để tính toán xem hướng nhà có hợp hay không, không hợp thì hóa giải như thế nào, tính toán các hướng giường ngủ, hướng bếp, hướng bàn thờ, hướng bàn học, bàn làm việc, hướng cửa, hướng cổng, sao cho được các khí tốt. Phong thủy loan đầu là khảo sát phân tích các con đường, các ngôi nhà, dòng sông, ao hồ, ngọn núi, các cao ốc xung quanh mảnh đất để xem tác hại hay tác dụng tốt đến ngôi nhà, từ đó đưa ra các phương pháp hóa giải. Huyền không phi tinh là dựa vào năm xây dựng và nhập trạch, dựa vào số độ la bàn, sơn, hướng ngôi nhà để xác định các thế trận sao, khí của các vì sao trong tròn sao bắt đầu ảnh hưởng như thế nào, từ đó đưa ra các phương án mở cửa chính, cửa phụ, làm non bộ, làm tiểu cảnh nước, làm cửa cổng. An thần sát, đây là trường phái tính toán phải
chính để đạt được sự ứng nghiệm. Đây có thể coi là nghệ thuật và cũng là đỉnh cao trong phong thủy. Các trường phái trên không thể tách rời trong thiết kế phong thủy cũng như xem phong thủy cho cơ quan, doanh nghiệp, người nhà. Chúng phải được kết hợp một cách hài hòa và có chung các yếu tố tốt. Tiếp đến là xem tuổi xây nhà sao cho hợp phong thủy. Theo phong thủy, khi có ý định khởi công thì bắt buộc phải xem tuổi xây nhà thì mới tránh được những điều rủi ro. Xây nhà đúng năm đẹp, hợp tuổi gia chủ thì sẽ không phạm phải các điều đại kỵ trong phong thủy. Quá trình xây dựng sẽ diễn ra suôn sẻ, hạn chế những điều xui rủi. Nhà xây xong cũng vượng khí tài lộc, giúp gia chủ an cư lạc nghiệp, có cuộc sống hạnh phúc, sung túc đủ đầy. 1. Xem tuổi xây nhà là xem tuổi của ai? Các cụ ta từ xa xưa đã có câu: lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Vậy có đúng là khi xem tuổi xây nhà nhất định phải xem tuổi của nam giới không, và lý do tại sao? Người ta cho rằng nhà ở là dương trạch, mang dương khí, mà đàn ông có dương khí vượng. Khi xây nhà, xem tuổi của đàn ông là để âm dương không bị xung khắc. Khi làm nhà, người ta sẽ xem tuổi của người đàn ông là chủ gia đình đó. Tuy nhiên, có những gia đình không may thiếu đi trụ cột gia đình. Vậy trong trường hợp đó sẽ làm thế nào? Nếu gia đình có con trai trưởng đã lớn thì sẽ xem tuổi của trưởng nam. Trong trường hợp nhà không có con trai hoặc con trai còn quá nhỏ thì khi đó người ta sẽ lấy tuổi của phụ nữ đang gánh vác gia đình, có vai trò quan trọng đối với ngôi nhà đó. Dân gian còn có một cách nữa, đó là mượn tuổi của người thân quen để làm nhà cho hợp phong thủy, hay mượn tuổi của chính người chủ thầu nhờ người đó đứng ra làm lễ động thổ. Với cách này, chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn ở phần sau. Ngoài việc xem tuổi làm nhà thì còn phải xem ngày khởi công, tức là xem thời điểm tiến hành động thổ, khởi công xây dựng có hợp hay khắc với tuổi của các thành viên trong gia đình không, để tránh những rủi ro không đáng có. Đặc biệt, phải chọn được ngày lành tháng tốt, hợp với người đàn ông đứng ra động thổ thì mọi chuyện mới được suôn sẻ về sau. 2. Xem tuổi xây nhà nên tránh đường gì? Theo quan niệm phong thủy phương Đông, tuổi đẹp để làm nhà là không phạm phải ba hạn: kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Người ta xem tuổi âm lịch, tức là tuổi mụ, để tính toán được chính xác. Nếu xây nhà phạm tuổi kim lâu sẽ có nhiều điều không tốt lành đến với gia chủ. Bản thân người làm nhà sức khỏe bị tổn hao, vợ con dễ gặp tai nạn, cây trồng vật nuôi trong nhà bị tổn hại. Với nam tam tai, người làm nhà dễ gặp nhiều điều không may hay tai nạn từ trên trời rơi xuống. Hoang ốc là nhà hoang, là địa sát. Ngôi nhà mà phạm phải điều này thì cực kỳ xấu. Chẳng những người trong nhà vận hạn không được, mà tình cảm gia đình cũng bị rạn nứt, lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Trong số 3 hạn trên, tam tai được xem là hạn nhẹ nhất. Nếu xem tuổi năm đó phạm tam tai nhưng không gặp kim lâu hay hoàng ốc thì miễn cưỡng có thể tiến hành. Với trường hợp phạm phải tuổi kim lâu hay hoàng ốc thì tốt nhất không nên tiến hành khởi công xây dựng hay sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi tuổi khác đẹp hơn hoặc làm đẹp hóa giải. Tuy nhiên, để chọn được tuổi không cùng phạm cả ba hạn trên thì quả thật là rất khó. Chỉ có một số ít tuổi được tính là đẹp. Vì thế, nếu bạn đang có ý định làm nhà thì cần phải xem xét kỹ nữa, cân nhắc thiệt hơn trước khi thực hiện. 3. Xem tuổi xây nhà tránh kim lâu, hoàng ốc, tam tai như thế nào? Kim lâu 1. Châu thì đừng. Có nhiều cách tính tuổi kim lâu. Ở đây, lịch ngày tốt sẽ giới thiệu với các bạn một trong số những cách đó. Người ta xếp tuổi con người làm 9 cung: khôn, đoài, cản, cảm, trung cung, cấn, chấn, tốn, ly. Trong đó, nếu tuổi rơi vào cung cản là tạm kim lâu khê, sẽ gây tai họa cho người vợ của gia chủ. Rơi vào cung cấn là kim lâu tử, gây tai họa cho con cái của gia chủ. Rơi vào cung tốn là phạm kim lâu lục xúc, gây họa cho cây trồng và vật nuôi trong nhà. Rơi vào cung khôn là phạm kim lâu thân, gây tai họa cho chính bản thân gia chủ. Còn với các cung khác,
nếu xem tuổi rơi vào đó thì tốt hoặc trung dung, không có vận hạn gì. Cách đơn giản nhất để tính xem có phạm tuổi kim lâu hay không là lấy tuổi ngũ của người cần tính chia cho 9. Nếu dư 1 thì phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc. Nếu chia hết hoặc có các số dư khác ngoài 1, 3, 6, 8 thì là tuổi đẹp để làm nhà. Hoàng ốc. Theo các tài liệu về trạch cát dân gian, người ta có thể chia vòng tính tuổi hoàng ốc ra làm 6 cung: nhất cát, nhì nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử, lục hoàng ốc. Ý nghĩa của cung lục hoàng ốc. Nhất cát, tuổi này sẽ làm nhà, có lợi và được an cư lạc nghiệp, mọi sự hành thông. Nhì nghi, tuổi này làm nhà sẽ có lợi của tài lộc, gia chủ giàu có, tiền tài vượng phát. Tam địa sát, tuổi này làm nhà là phạm đại kỵ, bệnh tật gieo rắc cho gia chủ và người thân. Tứ tấn tài, tuổi này làm nhà cực kỳ tốt, phúc lộc không mời mà tự tới. Ngũ thọ tử, tuổi này làm nhà là phạm đại kỵ, tình cảm rạn nứt, vợ chồng quay lưng, anh em bội bạc, gia đình lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Lục hoàng ốc, tuổi này làm nhà là phạm đại kỵ, gia chủ sự nghiệp gặp nhiều trở ngại, khó thành đạt. Cách tính cụ thể như sau: khởi bắt đầu 10 tuổi tại nhất cát, 20 tại nhì nghi, 30 tại tam đại sát, 40 tại tứ tấn tài, 50 tại ngũ thọ tử, 60 tại lục hoàng ốc, 70 thì quay lại từ đầu, khởi tại nhất cát, vân vân. Xét tuổi xây nhà mà ở các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài thì thật buồm xuôi gió. Nếu như thọ tại các cung tam địa sát, ngũ thọ tử, lục hoàng ốc thì tốt nhất nên tránh khởi công xây dựng, kẻo tài họa sẽ ập tới. Tam tài. Theo phong thủy ngũ hành, hạn của 3 năm liên tiếp với mỗi tuổi được coi là hạn tam tài. Cuộc đời một con người cứ trong vòng 12 năm thì có 3 năm liên tiếp vướng hạn tam tài. Tam tài được tính theo tuổi của từng con giáp như sau: tuổi thân, tí, thìn là năm dần, mão, thìn gặp tam tài. Tuổi dần, ngọ, tuất thì năm thân, dậu, tuất sẽ gặp tam tài. Tuổi hợi, mão, mùi thì năm tỵ, ngọ, mùi sẽ gặp tam tài. Tuổi tỵ, dậu, sửu thì năm hợi, tí, sửu sẽ gặp tam tài. 4. Bảng đối chiếu xem tuổi làm nhà. Các thầy phong thủy Trung Hoa đã tổng kết kinh nghiệm và đưa ra bảng đối chiếu xem tuổi làm nhà như sau. Theo đó, khi làm nhà nên tránh rơi vào các năm thất, khốc, bại, tử, các tuổi khác đều có thể tiến hành. 5. Hóa giải vận hạn bằng cách mượn tuổi xây nhà như thế nào? Có rất nhiều trường hợp muốn xây nhà mà khi xem tuổi lại phạm phải các hạn xấu như trên. Xong, vì nhiều lý do mà không thể chuyển sang ba tuổi khác trong một phong thủy. Khi đó, bạn có thể mượn tuổi người thân quen, người trong gia đình, bạn bè hay thậm chí mượn tuổi người chủ thầu xây dựng, nhờ họ đứng ra lấy tuổi làm nhà. Chọn người để mượn tuổi cũng cần xem xét kỹ lưỡng. Đó phải là nam giới, hơn tuổi gia chủ. Người này phải có cuộc sống gia đình hạnh phúc, tình hình kinh tế tốt, tính tình phóng khoáng, rộng rãi. Với người cho mượn tuổi để làm nhà, trong thời gian người mượn chưa làm nhà xong thì không được nhận lời cho người khác mượn tuổi làm nhà trùng thời điểm. Khi đã chọn được người mượn tuổi làm nhà, gia chủ cần tiến hành các thủ tục làm giấy bán nhà tượng trưng cho người mà mình mượn tuổi. Người này sẽ chịu trách nhiệm làm lễ động thổ trong buổi khởi công xây dựng. Đặc biệt, trong thời gian làm lễ, gia chủ và người thân nên lánh mặt, lễ xong thì có thể về bình thường. Người cho mượn tuổi này sẽ gánh vác trách nhiệm thực hiện tất cả các lễ liên quan trong quá trình xây nhà. Khi làm nhà xong và làm lễ nhập trạch, người cho mượn tuổi cũng sẽ làm lễ dâng hương và khấn tạ hoàn thành nhà mới. Sau đó làm lễ bàn giao lại nhà cho gia chủ. Chủ nhà sẽ làm giấy mua nhà, giá cả tượng trưng như lúc bán. Xong tốt nhất nên lấy giá cao hơn khi bán lúc động thổ.